khán giả, giờ mình lên tới lên bờ bên Thái Sơn, du lịch Thái Sơn rồi. Giờ mình đi quay cho khán giả mình xem tiếp tục cho vui nha. Đang gặp tour. Ở chỗ đây là chỗ mật ong. Giới thiệu bán mật ong cho khán giả. Ở bến tàu ở bên Thái Sơn. Và Thái Sơn đậu đặng cho khách du lịch đi lên. Hôm qua tới đây là vô uống nước mật ong, một lát mới đi nữa. Vô nhà này nhà nghỉ mát uống mật ong. À, ở bến tàu lên bờ tới du lịch Thái Sơn là mình lên đây uống nước với mật ong. Ở đây người ta quảng cáo rất là đẹp, sang vô cùng luôn. Tàu mới lên tới nữa khán giả, rất là vui luôn. Con nào mà có hai màu, thấy màu vàng đen đó là con. Cái này đi du lịch cũng rất là trưa, tàu thì chạy cũng đồng loạt hay gì mà giờ lên thì khách du lịch cùng du lịch rất là đông khán giả. Giờ vô tới đây đặng người ta cho mình uống mật ong, uống nước rồi nghỉ một chút rồi hướng dẫn viên là dẫn mình đi nữa. Này là mật ong, để uống nước là mật ong. Đi nắng nãy giờ nghỉ rồi ra uống nước rồi. Đúng rồi, tôi kiều là uống nước mật ong rồi khán giả. Mình uống vô là tại mình đi từ sáng giờ mình mệt rồi, vô đây mình uống cái này cho mình khỏe. Mời khán giả nha. Thích ngọt thì thêm mật ong. Ai thích ngọt nào? Thích chua thêm tắc. Ai thích chua chát thì thêm tắc vô. Chưa cái tắc trước đi. Rồi coi nó giá cái gì. Có tô nguyên chất. Một lọ này nè, cô chú mình có thể ăn là tầm khoảng một tháng. Ăn một tháng mới hết hũ này nha. Tại vì mỗi lần mình ăn có chút xíu. Vô đây uống nước mật ong rất là vui. Mình cùng nhau ngồi ở bàn, mình thấy đoàn nào thì theo cái đoàn đó, mình uống nước rồi xong rồi một chút nữa là mình sẽ đi tiếp tục nữa. Khách đã lên bến tàu rồi là lên cái nhà mát này uống nước trà mật ong khán giả. Lên đây là uống nước trà mật ong và người ta giới thiệu bán mật ong. Ai mua thì mua, không mua thì cũng được. Vô đây mình đi từ giai đoạn, đi từ 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 từ
rất là nhiều chỗ. Giờ mới lên 10 giờ mấy giờ mới lên tới bờ. Du lịch thôi rồi, chắc đi chắc tới. Mình còn ở mới lên đây mình còn uống nước, mình quay lại tàu, những chiếc tàu mà chở khách du lịch đó, quay cho khán giả mình xem. Dòng sông thật là rộng lớn luôn. Đây là khách ở nước ngoài. Video tới đây mình xin kết thúc. Cảm ơn khán giả đã theo dõi và xem. Mời khán giả xem tiếp video tiếp theo. Mình còn đi rất là nhiều cảnh du lịch, rất là nhiều cảnh. Mình xin kết thúc tới đây. Hẹn khán giả những video tiếp theo, khán giả xem tiếp tục.